trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 4, tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Bậc A-la-hán có tâm đại bi không? Đáp: Đại thừa cho bậc chứng quả A-la-hán không có tâm đại bi, không thương xót chúng sanh là không đúng. Một vị Phật, một vị A-la-hán xuất hiện là do đại nhân duyên của chúng sanh trong thời đó. Nếu có đủ duyên thì bậc A-la-hán xuất hiện, bằng ngược lại là không. Nếu chúng sanh sống hung dữ, tàn ác, không chánh tín, theo tà kiến, không có tâm tha thiết cầu sự giải thoát vân vân, thì A-la-hán không xuất hiện. Cuộc sống con người xuất hiện nhiều tà giáo ngoại đạo, đạo Phật bị dìm mất, thì Phật và A-la-hán không xuất hiện. Phước chúng sanh có, duyên chúng sanh đủ, và tâm tha thiết của chúng sanh muốn tìm tu giải khổ. Mặc dù hiện giờ tà giáo ngoại đạo nhiều, nhưng bậc A-la-hán vẫn xuất hiện. Xuất hiện để làm sống lại nền đạo đức của Phật giáo, xuất hiện để quân bình cuộc sống cho con người trong đạo đức nhân bản, nhân quả. Cũng giống như thời Đức Phật xuất hiện, toàn là tà giáo ngoại đạo, lục sư ngoại đạo. Nhưng chúng sanh trong thời Đức Phật có đại nhân duyên, đó là duyên giải thoát. Đức Phật xuất hiện dựng lại những giáo pháp đúng mà ngoại đạo đã ném bỏ. Thường khi Đức Phật thuyết một bài pháp xong thì các cư sĩ ca ngợi tán thán Đức Phật bằng cách: Sa môn Gotama, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Theo thầy thiết nghĩ, Đức Phật đâu có pháp môn gì mới đâu. Ngài dám nói thẳng những cái sai cái đúng, Ngài dám bài bác chú thuật thần thông của ngoại đạo, Ngài dám bài bác cúng tế cầu siêu cầu an của ngoại đạo, Ngài dám bài bác 62 hệ tư tưởng của ngoại đạo, Ngài dám bài bác thế giới siêu hình không có, chỉ là thế giới của tưởng tri. Cũng như bây giờ, thầy dựng lại những pháp môn gì của Phật mà giáo pháp phát triển và ngoại đạo ném bỏ xuống, thầy dựng lên, chứ thầy đâu có pháp môn gì mới. Thầy cũng dám nói thẳng như Phật, mặc dù Phật còn có một giáo đoàn rất đông đảo và có cả nhiều vua chúa ủng hộ. Còn thầy có một mình, không có thế lực, không tiền bạc, chỉ có một tâm nguyện muốn đem lại lợi ích cho loài người trên hành tinh này, một nền đạo đức nhân bản nhân quả Phật giáo, mà mọi người sống không làm khổ mình khổ người, mà mọi người sống biết thương yêu nhau, thương yêu sự sống của muôn loài trên quả địa cầu này. Rồi đây thầy sẽ không còn một mình mà có nhiều người, nhiều người khắp trên hành tinh này. Nói A-la-hán thương hay không thương, độ hay không độ chúng sanh là người ta nói. Chứ những bậc A-la-hán biết thời tiết nhân duyên lúc nào đúng, lúc nào chưa đúng, lúc nào độ, lúc nào chưa độ, và biết mình phải làm những gì đối với chúng sanh, với trí phàm phu hữu hạn, mà trách các bậc A-la-hán không thương xót chúng sanh, không độ chúng, thì thầy e rằng quý vị không hiểu A-la-hán. Quý vị đừng nghe theo những danh từ lời nói lừa đảo của kinh sách phát triển: thương xót chúng sanh, độ chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh, hay là dắt chúng sanh vào bệnh thần kinh, hay biến chúng sanh thành người xảo trá, lừa đảo, nói láo, dẫn nhau đi vào hố thẳm mà không biết. Ông Phú Lâu Na, một vị A-la-hán, đệ tử của Đức Phật, đến xin Ngài đi hóa độ những người dân hung ác ở một xứ xa. Đức Phật chấp nhận. Một hình một bóng,
ông ra đi về hướng đó, và chẳng bao lâu ông đã độ được dân nước đó theo chánh pháp của Phật tu hành. Hành động như vậy, ai dám bảo rằng A-la-hán không thương xót chúng sanh? Chỉ có những người phỉ báng Phật giáo như các giáo pháp phát triển và các ngoại đạo.